ngọt ngào. Tôi đáng sợ gì sao? Vẻ mặt của cô ấy sao nhìn mình kỳ lạ vậy chứ? Đạt Lãng, cô ấy còn nhớ tên mình. Vui quá, vui quá. Thế phải cố lên, tuyệt đối không thể làm lỗ. Đạt Lãng, Đạt Lãng là ai? Anh không phải Đạt Lãng. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Anh rất giống một người bạn của tôi. Bạn, mình chỉ là bạn của cô ấy. Tức chết đi được. Nhịn đi. Vậy sao? Gương mặt của tôi rất phổ biến, nên người bạn của cô rất đẹp trai giống tôi à? Thật ra tìm cô cũng không có ý gì đặc biệt. Chủ yếu là hiện giờ tiết mục của cô đang rất được yêu thích. Hy vọng cô tiếp tục duy trì. Nếu sau này có điều gì cần thay đổi, tôi sẽ nói với cô. Xong rồi, cô có thể đi. Gương mặt này rất giống Đạt Lãng, gần như là giống hệt nhau. Nếu đứng trước mặt mình là Đạt Lãng, vậy thì hay biết mấy. Cho dù xem anh ta là Đạt Lãng, nhìn thêm một chút cũng thấy hạnh phúc rồi. Cô ấy cứ nhìn mình như vậy khiến mình không thở được nữa. Mình không thở được nữa thật rồi. Tiết Hải, bình tĩnh. Tiêu rồi. Sao mình không nói được câu nào hết vậy? Cố lên Tiết Hải. Làm gì vậy? Không có gì. Tôi cần phải gọi điện thoại. Không có việc gì thì cô đi được rồi.